cập nhật ca mắc Covid-19 mới tối ngày 21 tháng 6. Israel ghi nhận tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 chuyển nặng tăng 95%. Vợ tài xế mất tích trên cầu Thăng Long, bác tin cấm sừng chồng. Nhà hàng nổi huyền thoại của Hồng Kông bị lập úp trên Biển Đông. Ngày 22 tháng 6 Bắc Bộ đón mưa giông nắng nóng dịu dần. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tối trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, xin gửi tới các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, những người làm việc trong ngành truyền thông báo chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp. Trước khi đến với những thông tin mới nhất về tình hình các loại dịch bệnh trên thế giới cũng như tin tức an ninh trật tự và an toàn giao thông trong nước, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật các ca mắc COVID-19 mới tối ngày 21 tháng 6. Bản tin Bộ Y tế về tình hình chống dịch COVID-19 tại Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2022. Tình hình dịch COVID-19, thông tin các ca nhiễm mới tính từ 16 giờ ngày 20 tháng 6 đến 16 giờ ngày 21 tháng 6 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 748 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 748 ca ghi nhận trong nước tăng 228 ca so với ngày trước đó, tại 40 tỉnh thành phố có 636 ca trong cộng đồng. Các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 145, Phú Thọ 74, Nghệ An 44, Lào Cai 42, Bắc Ninh 37, Yên Bái 34, Thành phố Hồ Chí Minh 26, Quảng Ninh 25, Hà Nam 22, Hải Dương 21, Bắc Giang 19, Vĩnh Phúc 19. Cao bằng 17, Hòa Bình 16, Hưng Yên 16, Bà Rịa Vũng Tàu 15, Đà Nẵng 15, Thái Bình 15, Quảng Bình 14, Thái Nguyên 13, Tuyên Quang 13, Quảng Ngãi 12, Lai Châu 11, Quảng Trị 10, Long An 9, Bắc Cạn 9, Nam Định 8, Sơn La 8, Lâm Đồng 8, Lạng Sơn 7, Thanh Hóa 5, Ninh Bình 5, Tây Ninh 4, Đồng Tháp 2, Gia Lai 2, Hải Phòng 2, Bình Dương 1, Bình Phước 1, Bình Định 1, Kiên Giang 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó, Đà Nẵng 12, Hà Giang 10 và Bạc Liêu 9. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó, Phú Thọ 47, Lào Cai 29 và Nghệ An 27. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua, 695 ca trên ngày. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.738.909 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.410 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.731.142 ca. Trong đó có 9.614.363 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.604.227, Thành phố Hồ Chí Minh 609.872, Nghệ An 485.356, Bắc Giang 387.711 và Bình Dương 383.796. Tình hình điều trị, số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế gạch cdc.kcb.vn. Số bệnh nhân khỏi bệnh, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 5.780 ca, tổng số ca được điều trị khỏi 9.617.180 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 36 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 26 ca, thở oxy dòng cao HFNC 4 ca, thở máy không xâm lấn 1 ca, thở máy xâm lấn 5 ca, ECMO 0 ca. Số bệnh nhân tử vong từ 17 giờ 30 ngày 20 tháng 6 đến 17 giờ 30 ngày 21 tháng 6 ghi nhận 1 ca tử vong tại Bến Tre. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 0 ca. Tổng số tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.084 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 trên 227 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Ngày 21 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng có công văn số 20 về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 4 ngừa COVID-19. Đáng chú ý, công văn yêu cầu nếu người dân không chấp hành việc tiêm vaccine mũi 4 thì đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn thực hiện các biện pháp sau. Không cho phép người chưa tiêm mũi 4 đi ra khỏi địa bàn nơi cư trú, không được tham gia các hoạt động công cộng, không giải quyết các thủ tục hành chính bắt buộc người dân tiêm mũi 4 mới giải quyết các thủ tục hành chính. Công văn cho biết, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đã xuất hiện biến chủng mới nguy hiểm hơn và khả năng bùng phát dịch trở lại là rất lớn. Vẫn theo công văn của Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Xuyên, khuyến cáo của WHO thì vaccine ngừa COVID-19 chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, việc tiêm ngừa vaccine COVID-19 mũi 3 hiện nay còn rất ít tác dụng với con người, kháng thể qua xét nghiệm đã giảm. Do đó khi tái phát dịch bệnh thì nguy cơ lây nhiễm sẽ rất cao và người bị F0 vẫn tiếp tục lây nhiễm bình thường. Do đó Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên đề nghị tất cả công dân trên địa bàn trong diện được tiêm ngừa mũi 4 nhanh chóng đến các điểm tiêm trên địa bàn các xã, thị trấn để được tiêm ngừa, nhằm bảo vệ sức khỏe cho chính mình, cho gia đình và cộng đồng nhiều người dân cho rằng việc tiêm mũi bốn ngừa covid-19 là cần thiết nhưng không vì thế mà gây sức ép đối với người dân nhất là thực hiện các thủ tục hành chính đi khỏi nơi cư trú bởi làm như vậy là không thực hiện mục tiêu khép kín của chính phủ vừa phòng chống dịch covid-19 vừa phục hồi kinh tế. Dù hệ thống y tế được đánh giá là yếu kém và không bao phủ vaccine COVID-19 cho người dân, nhưng mới đây, Triều Tiên cho biết số ca mắc mới ở nước này hiện đã giảm mạnh và họ đã tránh được những thảm cảnh tử vong hàng loạt do COVID-19. Với những tín hiệu tích cực trong công tác kiểm soát dịch bệnh, nhiều chuyên gia cho rằng Triều Tiên có thể sớm tuyên bố chiến thắng trước đại dịch này. Theo số liệu chính thức, nhà bình nhưỡng công bố tính đến ngày 21 tháng 6, số ca mắc covid-19 ở nước này đã giảm mạnh. 18% trong số 26 triệu người dân triều tiên được tin là mắc covid-19 nhưng chưa đến 100 người tử vong. Hàn Quốc cũng như một số chuyên gia cho rằng triều tiên có thể sớm tuyên bố họ đã đánh bại covid-19. Nhà phân tích Moon Seon-mok, viện nghiên cứu chiến lược quốc gia Hàn Quốc trụ sở tại Seoul bình luận nếu tuyên bố chiến thắng đại dịch, Triều Tiên có thể nhấn mạnh ông Kim Jong-un là một nhà lãnh đạo tài giỏi, nhưng song song đó, họ không thể duy trì các hạn chế COVID-19 nhằm kiểm soát công chúng. Trong một cuộc họp của đảng lao động cầm quyền gần đây, ông Kim Jong-un cho biết cuộc chiến chống lại đại dịch của nước này đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng. Truyền thông nhà nước Triều Tiên kêu gọi người dân đoàn kết để vượt qua đại dịch hoàn toàn. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho Trung Hùn tuần trước dự đoán Triều Tiên có thể tuyên bố giải quyết được khủng hoảng COVID-19 trong tháng này. Trái với tình hình dịch bệnh khả quan ở nhiều quốc gia trên thế giới, tại các bệnh viện ở Israel, những bác sĩ nơi đây vẫn đang làm việc không biết mệt mỏi để điều trị chăm sóc cho những bệnh nhân COVID-19 chuyển nặng. Được biết hiện số ca bệnh chuyển nặng ở Israel đang có dấu hiệu tăng nhanh với 168 người đang trong tình trạng nghiêm trọng, trong đó 32 bệnh nhân phải đặt nội khí quản và 2 bệnh nhân phải can thiệp sâu bằng máy ECMO. Ngày 20 tháng 6, Bộ Y tế Israel thông báo đã ghi nhận 10.200 ca mắc COVID-19, mức cao nhất kể từ đầu tháng 4 tới nay. Trong tổng số 26.200 xét nghiệm kháng nguyên PCR đã thực hiện trong ngày, có 38,95% trường hợp cho kết quả dương tính. Hệ số R, chỉ số lây lan từ một bệnh nhân cho những người khác đã lên mức 1,32, tăng nhẹ so với mấy ngày trước đó. Số ca bệnh chuyển nặng cũng đang có dấu hiệu tăng nhanh với 168 người đang trong tình trạng nghiêm trọng, trong đó 32 bệnh nhân phải đặt nội khí quản và hai bệnh nhân phải can thiệp sâu bằng máy ECMO. Chỉ số trên cho thấy số ca bệnh chuyển nặng đã tăng tới 95% so với tuần trước đó. Theo giáo sư Ejo Lestham, chuyên gia cao cấp về bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm Y tế Sheba, nguyên nhân chính dẫn tới số ca mắc tăng là do người dân lơ là các biện pháp cơ bản phòng chống dịch trong đó có việc đeo khẩu trang. Ngoài ra, nhiều người mắc COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ lại không được chẩn đoán, do vậy không có biện pháp tự cách ly đối với những người này. Tính từ đầu đại dịch đến nay, Israel đã ghi nhận 10.908 ca tử vong liên quan bệnh COVID-19. Trong khi đó, giới chức y tế Ireland thông báo hiện có 606 ca COVID-19 phải nhập viện, tăng 153 người, tương đương 33,7% so với tuần trước. Xu hướng này khiến hệ thống y tế có nguy cơ bị quá tải. Ông Com Henry thuộc Cơ quan Điều hành Dịch vụ Y tế HSE, đơn vị phụ trách các dịch vụ y tế công cộng cho biết, tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 tăng chủ yếu là do sự lây lan của một số biến thể phụ của biến thể Omicron và hơn 70% số ca mắc tại nước lây nhiễm biến thể phụ này. Ông cho biết thêm số bệnh nhân COVID-19 phải điều trị tích cực vẫn ở mức kiểm soát được dù tỷ lệ nhập viện có xu hướng tăng trong tuần qua. Theo chuyên gia này, hơn 50% bệnh nhân phải nhập viện chưa tiêm mũi tăng cường vaccine và hơn 33% chưa tiêm mũi vaccine nào. Hiện chính phủ Ireland khuyến cáo người từ 65 tuổi trở lên tại nước này tiêm mũi thứ tư. Rút bài học kinh nghiệm từ Israel, chúng ta không nên chủ quan lơ là phòng ngừa dịch bệnh. Tại Việt Nam, dù dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt trong nước, nhưng người dân vẫn cần đề cao cảnh giác, giữ gìn vệ sinh cá nhân và tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Trong những tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết trên cả nước đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt tại các tỉnh thành phố khu vực miền Nam với số ca mắc và tử vong liên tục tăng cao. Theo nhận định của Bộ Y tế, nguy cơ sốt xuất huyết vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ lây lan trong cộng đồng và gây bệnh là rất lớn. Ngày 20 tháng 6, Bộ Y tế đã có công văn về tăng cường truyền thông phòng chống sốt xuất huyết. Bộ Y tế cho biết thống kê từ các địa phương từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 52.572 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 29 trường hợp tử vong, so với cùng kỳ năm 2021, số mắc tăng 74,9%, tử vong tăng 24 trường hợp. Trong những tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết trên cả nước đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố, khu vực miền Nam, với số mắc và tử vong liên tục tăng cao. Dự báo thời gian tới sẽ bước vào những tháng cao điểm mùa dịch do thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho đàn mũi truyền bệnh phát triển. Theo nhận định của Bộ Y tế, nguy cơ sốt xuất huyết vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ lây lan trong cộng đồng và gây ra bệnh là rất lớn. Tại công văn ngày 20 tháng 6 năm 2022, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh các hoạt động truyền thông phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, để người dân không chủ quan, không hoang mang, lơ là và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Bộ Y tế cho biết sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính có thể gây thành dịch do virus dengue gây ra. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Đến nay, bệnh rốt xuất huyết chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả nhất là diệt mũi, diệt lăng quăng, bọ gậy và phòng mũi đốt. Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh, Bộ Y tế kêu gọi người dân mỗi tuần hãy dành 10 phút để diệt bọ gậy, lăng quăng và thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau kiểm tra phát hiện và diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng cách thường xuyên thay rửa, đậy nắp kín, bể và các vật dụng chứa nước, thả cá để tiêu diệt lăng quăng. Thường xuyên thay nước ở các lọ hoa, thả muối hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân trạng, bể cảnh, hòn non bộ, khay nước thải tủ lạnh vân vân. Loại bỏ các vật liệu phế thải hốc nước tự nhiên, lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng để không cho mũi để trứng. Ngủ màn phòng mũi đốt ngay cả ban ngày, mặc quần áo dài tay dùng bình xịt mũi, hương mũi, kem su mũi, vật điện mũi v.v. để diệt mũi và phòng mũi đốt. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt bọ gậy, lăng quăng và các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Sốt xuất huyết sẽ rất nguy hiểm nếu bệnh chuyển nặng chính vì thế khi phát hiện bất cứ triệu chứng nào quý vị nên đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra thăm khám kịp thời và có những phương pháp điều trị đúng đắn Liên quan tới vụ người đàn ông lái xe ô tô Santa Fe trên cầu Thăng Long rồi mất tích, mới đây chị Nguyễn Thị Linh, vợ của tài xế cho biết, sau khi thông tin về chồng chị là anh Phạm Kiều Hưng mất tích được chia sẻ rất nhiều tài khoản giả mạo trên mạng xã hội xuất hiện kèm theo nội dung cho rằng chị đã cắm sừng chồng. Vậy thực hư vụ việc này như thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ ngay sau đây. Liên quan vụ người đàn ông bỏ lại xe ô tô Santa Fe trên cầu Thăng Long rồi mất tích, Ngày 21 tháng 6, chị Nguyễn Thị Linh, vợ tài xế cho biết gia đình đang tiếp tục phối hợp với công an tìm kiếm. Người phụ nữ cho hay, sau khi thông tin về chồng chị là anh Phạm Kiều Hân sinh năm 1991 mất tích được chia sẻ, nhiều tài khoản giả mạo trên mạng xã hội xuất hiện kèm nội dung cho rằng chị cấm rừng chồng và con gái hơn 2 tuổi của họ không phải là con anh Hân. Người phụ nữ bức xúc cho biết thông tin trên là thông tin bị đặt. Trong lúc tôi và gia đình đang lo lắng để tìm kiếm anh Hân mà họ còn nói những điều sai trái gây áp lực thêm cho tôi khiến tôi rất sốc. Chị Linh cũng cho hay gia đình chị đã nhờ công an vào cuộc. Hiện một số tài khoản giả mạo đã xóa bài đăng trên. Người phụ nữ này chia sẻ chị và anh Hân đám cưới từ năm 2019. Họ quen nhau ở Nhật Bản được 3 năm, sau đó về Việt Nam rồi tổ chức lễ cưới. Trước đó, ngày 17 tháng 6, anh Phạm Kiều Hân nói với vợ lên Hà Nội có việc rồi điều khiển xe ô tô màu đỏ mang biển kiểm soát 89A19460 đi nhưng đến tối không về, gia đình đi tìm và liên lạc không được. Đến sáng ngày 18 tháng 6, gia đình chị Linh nhận được tin báo thấy xe của chồng chị đổ ở trên cầu Thăng Long có bật đèn cảnh báo bên trong xe có để lại điện thoại túi sách nhưng không thấy người chị linh nói gia đình tôi đã liên hệ tìm anh ấy khắp nơi nhưng đều không có thông tin gì trước khi anh ấy đi hai vợ chồng tôi không xảy ra mâu thuẫn cãi vã lãnh đạo ủy ban nhân dân xã hải bối đông anh hà nội cho biết công an địa phương đang xác minh tìm kiếm chủ nhân chiếc ô tô đổ trên cầu thăng long những thông tin mới nhất về vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn Mới đây camera giao thông tại một ngã tư ở Nga đã ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi một chiếc xe chở gỗ bị mất kiểm soát gây tai nạn ngay tại ngã tư. Sự việc xảy ra đột ngột và bất ngờ khiến cho nhiều người xem không khỏi ám ảnh và sợ hãi. Sau đây là toàn bộ nội dung clip, mời quý vị cùng theo dõi. Sự việc xảy ra vào ngày 15 tháng 6 tại miền Đông nước Nga và đã được camera giám sát ghi lại. Trong clip, một chiếc xe tải đang lưu thông trên đường thì bất ngờ mất kiểm soát. Chiếc xe sau đó lao lên vỉa hè với tốc độ cao rồi tông trúng chiếc Toyota RAV4 đang rẽ phải. Cú tông mạnh khiến xe con nát phần đầu văng ra xa, trong khi đó chiếc xe tải tiếp tục lao nhanh qua giao lộ. Toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng này đã được camera giám sát ghi lại. Được biết, tài xế xe tải và tài xế xe ô tô đều bị thương trong vụ việc. Tai nạn giao thông luôn rình rập chúng ta ở mọi lúc mọi nơi, chính vì thế mỗi khi ra đường, quý vị nên chú ý quan sát xung quanh, giảm tốc độ và tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người. Mới đây thông tin về nhà hàng nổi Jumbo, một trong những địa danh nổi tiếng nhất Hồng Kông Trung Quốc, vừa bị lật úp ở biển Đông khiến cho nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Chủ sở hữu cho biết, nhà hàng nổi này đã gặp phải điều kiện thời tiết bất lợi khi đi qua quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, giữa lúc trên đường đến một địa điểm không được tiết lộ. Chủ sở hữu nhà hàng nổi Trumbo hôm 20 tháng 6 cho biết, nhà hàng nổi này đã gặp phải điều kiện thời tiết bất lợi khi đi qua quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, giữa lúc trên đường đến một địa điểm không được tiết lộ. Thông báo từ Aberdeen Restaurant Enterprises cho biết, độ sâu của nước tại hiện trường là hơn 1.000m, gây khó khăn cho việc triển khai công tác trục vớt. Công ty tiết lộ không có thuyền viên nào bị thương trong vụ việc, đồng thời cho biết rất buồn vì tai nạn này. Được mở vào năm 1976 bởi Stanley Hồ Hung Sinh, một ông trùm sòng bạc ở Macau, nhà hàng Trombo đã trở thành điểm nổi tiếng và thu hút nhiều khách du lịch ở Hồng Kông trong 4 thập kỷ qua. Được biết đến với lối trang trí trang nhã theo truyền thống của Trung Quốc và các món hải sản đặc trưng, nhà hàng nổi dài gần 80 mét này từng nhiều lần được xuất hiện trong các bộ phim. Nhiều nhân vật nổi tiếng như nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị và tài tử Hollywood Tom Cruise cũng từng đến nhà hàng này. Tuy nhiên, nhà hàng đã đóng cửa vào năm 2020 do đại dịch COVID-19 và sa thải toàn bộ nhân viên. Aberdeen Restaurant Enterprises cho biết, nhà hàng đã trở thành gánh nặng tài chính cho các cổ đông của mình do chi phí bảo trì tốn kém ngay cả khi nó không hoạt động. Nhà hàng đã được kéo đi đến một địa điểm không được tiết lộ vào ngày 14 tháng 6. Trước khi thuyền khởi hành, công ty cho biết nó đã được các kỹ sư hàng hải kiểm tra. Nhà hàng nổi Trumbo từng là một trong những nhà hàng đặc biệt nhất của Hồng Kông và được mệnh danh là nhà hàng trên biển lớn nhất thế giới, chính thức đã chìm tại Biển Đông. Sau vài ngày, nó bị kéo đi khỏi bến cảng Aberdeen. Nhà hàng Trumbo được kéo đi vào thứ ba tuần trước, dự định chuyển đến một địa điểm có chi phí thấp hơn để tiến hành bảo trì và hoạt động tiếp. Trước khi khởi hành, con tàu đã được kiểm tra kỹ lưỡng bởi các kỹ sư hàng hải và các giấy phép phê duyệt đã được chấp nhận. Thế nhưng, dù mọi kịch bản có hoàn hảo cỡ nào, dù Trumbo chứng kiến biết bao huy hoàng ở Hồng Kông, thế nhưng sự sắp đặt của tự nhiên, nhà hàng này chính thức bị lật sau khi gặp thời tiết xấu. Những tin tức mới nhất liên quan đến việc trục vớt tàu sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Nối tiếp bản tin sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại khu vực Bắc Bộ, nắng nóng sẽ bắt đầu dịu dần từ ngày mai. Tuy nhiên, ở Trung Bộ, nắng vẫn sẽ còn gay gắt trong những ngày tới. Sáng ngày 21 tháng 6, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đã có những chia sẻ thông tin về đợt nắng nóng diện rộng đang diễn ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Theo đó, những ngày vừa qua, Hà Nội là địa phương ghi nhận có nhiệt độ cao nhất cả nước với nền nhiệt ghi nhận được là trên 39 độ C. Tại Hà Tĩnh cũng ghi nhận một số khu vực đạt ngưỡng trên 39 độ C. Đây là những khu vực nắng nóng nhất cả nước trong những ngày qua. Đánh giá về cường độ của nắng nóng năm nay so với các năm trước, ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, vào thời điểm cuối tháng 6, nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ thấp hơn so với mọi năm. Cao điểm nắng nóng năm nay theo dự báo rơi vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 ở Bắc Bộ và có thể kéo dài cả tháng 7 ở Trung Bộ. Từ đêm ngày 21 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, nên vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng có mưa rào và dông rải rác, thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm. Các đợt mưa dông này sẽ kết thúc đợt nắng nóng gây gắt ở các miền Bắc. Vào ngày 25, 26 tháng 6 nắng nóng sẽ quay trở lại Bắc Bộ. Dự báo các tháng tiếp theo có ghi nhận các đợt mưa có cường độ lớn. Bắc Bộ cao điểm mùa mưa là tháng 7 và 8. Các đợt mưa có cường độ lớn sẽ xảy ra vào thời điểm này. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu thời tiết cực đoan xảy ra ngày càng nhiều, không chỉ nắng nóng mà mưa lớn, bão mạnh, mùa đông xảy ra rét đậm rét hại xảy ra với tần suất nhiều hơn, chúng ta cần chủ động ứng phó. Trung Quốc là một trong những quốc gia đang phải hứng chịu những tác động khủng khiếp của biến đổi khí hậu. Trong khi miền Nam Trung Quốc vừa trải qua trận mưa lớn nhất trong 60 năm, thì miền Bắc nước này lại đang vật lộn với các đợt nắng nóng, cháy da, cháy thịt. Theo truyền thông Trung Quốc, ít nhất 7 tỉnh miền Nam chìm trong nước lũ và bị sạt lỡ đất nghiêm trọng. Một số video trên mạng xã hội cho thấy nước sông ở tỉnh Quý Châu làm ngập đường, cuốn trôi ô tô lẫn nhà cửa. Lượng mơ ở Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến đạt mức cao nhất từ năm 1961 đến nay. Ba địa phương này ghi nhận lượng mưa trung bình 621mm trong khoảng thời gian 46 ngày, 1.5-15.6, bằng 90% lượng mưa trung bình cả nước cả năm 2021. Giới chuyên gia thời tiết cho biết, điều kiện hiện tại tạo thuận lợi cho mưa bão lớn ở miền Nam và nắng nóng ở miền Bắc. Theo nhà phân tích Wang Weizhou của trang tin thời tiết Trung Quốc, không khí lạnh cùng không khí ẩm đang hội tụ và giàn co ở miền Nam. Mưa lớn được dự báo kéo dài đến hết ngày 21 tháng 6 ở Quý Châu, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang và Quảng Tây, sau đó di chuyển lên phía Bắc. Mùa lũ thường kỳ của Trung Quốc thường rơi vào tháng 6, nghiêm trọng nhất tại khu vực nông nghiệp đông dân cư dọc sông Trường Giang cùng phụ lưu. Nhưng vài năm gần đây mưa lũ ngày càng trở nên dữ dội, Trung Quốc năm ngoái ghi nhận lượng mưa kỷ lục 672,1 mm, cao hơn 6,7% so với mức bình thường. Hãng Tân Hoa Xã đưa tin ít nhất 1,1 triệu dân Giang Tây bị mưa lũ ảnh hưởng từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6. 223.000 đất canh tác nông nghiệp trên địa bàn tỉnh bị phá hoại. Đầu tháng 6, mưa như trút nước ở miền Nam khiến ít nhất 32 người thiệt mạng, hơn 2.700 ngôi nhà và 96.160 hectare đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất lúa gạo Hồ Nam bị phá hoại. Trái ngược với miền Nam, các tỉnh miền Bắc như Hà Nam, Sơn Đông, Hà Bắc đang phải chống chọi với cái nắng nóng khắc nghiệt. Nhiệt độ ở thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, nơi đơn vị sản xuất linh kiện iPhone Foxconn đặt một xưởng sản xuất, đều vào khoảng 40 độ vài ngày gần đây. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo nắng nóng sẽ kéo dài đến hết ngày 21 tháng 6, với trung tâm nắng nóng vẫn là Hà Nam, Sơn Đông, Hà Bắc. Cũng theo cơ quan này, nhiệt độ cao kéo dài như vậy vào tháng 6 ở khu vực là hiện tượng hiếm xảy ra. Thời tiết khắc nghiệt ở hai miền đã gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân Trung Quốc với nỗ lực triển khai các chính sách mới nhằm đáp ứng các mục tiêu khí hậu đã đề ra, hy vọng Trung Quốc sẽ khắc phục được những hậu quả nặng nề của thiên tai và sớm đưa cuộc sống người dân ổn định trở lại. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.